Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là thứ năm, 26 tháng 3, 2020. Là một ngày đẹp trời ở New York. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, vào tầm khoảng 4 đến 8 độ C, chưa thích hợp để trồng cây. Hôm nay, LT Vlog xin chia sẻ cách lấy giống và trồng cây bí ngô một cách đơn giản và tiết kiệm nhất nhé. Đầu tiên, khi các bạn dùng quả bí ngô xong, bí ngô có một vài nơi còn gọi là bí đỏ, chỉ nhức đầu và nhiều tác dụng bổ dưỡng khác. Thì khi các bạn dùng xong, các bạn để hạt lại tầm 50 hạt, sau đó vùi vào đất ẩm giống như vậy. Các bạn thấy không? Đất ẩm giống như thế này. Đó. Trước khi vùi vào đất ẩm, các bạn nhớ phơi có ánh nắng khoảng tầm vài tiếng là được. Đây, các bạn thấy có vỏ chuối thấy lạ đúng không? Thì LT Vlog xin chia sẻ cho các bạn, nếu mà đất á, muốn tốt hơn thì các bạn cắt vụn vỏ chuối vùi vào đất trộn lẫn lại, thì khi mà vỏ chuối phân hủy sẽ làm cho đất tốt hơn. Đó, các bạn thấy không? Cắt vụn vỏ chuối vào. Rồi, sau khi vùi vào đất ẩm tầm khoảng một tuần, thì tất nhiên sẽ có những hạt giống nó không có nảy mầm, nhưng mà phần lớn chúng sẽ nảy mầm giống như thế này. Đó, tầm khoảng một tuần nhé mọi người, là ra thế này. Ra một lá hoặc hai lá như thế này. Đó. Hôm nay là đúng một tuần rồi, nên LT kiểm tra thì thấy chúng nảy mầm khá nhiều, thấy rất là vui. Giờ sẽ cho mỗi một em vào một hũ riêng, giống như một cái nhà riêng vậy đó. Cách làm cái nhà này cũng đơn giản các bạn. Để cho tiết kiệm á, khi nào mình dùng xong chai nước thì mình giữ lại đó nha. Rồi mình cắt ra, mình lấy cái đế. Đây, khoảng tầm cỡ này thôi là vừa, cao quá thì rất là hao đất. Cái này, lấy phần đáy để lại, cho một ít đất, đất mà mình ươm luôn á, mình cho vào, thấy chưa, cỡ này thôi. Rồi, sau đó thật cẩn thận lấy từng em, các bạn thấy không, đây là đang ươm nè, thật cẩn thận nha, rất nhẹ nhàng, lấy từng em, cho vào hũ, cho vào cái lọ á, mình làm sẵn á. Thấy chưa? Thật là cẩn thận. Tránh để đứt cái rễ đó, nó có cái rễ chuột các bạn thấy không? Đây nè. Đó, nó hơi mờ đúng không? Đây. Đó, cái rễ chuột đây. Rồi xuống đây. Đó. Thật là cẩn thận nha. Tại vì đứt cái rễ đó là em nó không có sống nổi. Đó. Rất là tiết kiệm đúng không mọi người? Như nãy đã chia sẻ đó, mọi người nhớ ăn chuối xong để lại vỏ chuối giống vậy nè. Đó, mình cắt vào, cắt vụn vào, vùi vào, đừng có giục đi nha. Rất là tốt cho cái đó. Sau 15 phút thì LT cũng làm được kha khá rồi. Mọi người cùng đếm thành phẩm nào. 2, 4, 6 là 24. Với lại 5 là 29 nha mọi người. Cũng khá nhiều. Nhiều hơn so với dự tính. Nhưng mà không sao. Nếu dư thì mình tặng cho anh em hàng xóm Việt Nam cũng được mà. Cũng tốt thôi đúng không mọi người? À mọi người, nãy LT quên, mọi người nhớ đục lỗ ở dưới đáy của những cái lọ này nhé mọi người. Nhớ đục tất cả các đáy, mình phải đục
còn tác dụng là để thoát ẩm, tránh cây bị úng, bị độ ẩm quá cao mà chết nha mọi người. Đó. Rồi. Vậy là được 29 hạt mầm đúng không? Đó, hơn chứ hả? Có những cái LT để 2 luôn nè. Vậy là phải 30 mấy hạt mầm á. Đây. 2. Bởi vì hết rồi, mình hết chai rồi. Với lại những cái hạt mầm nào mọi người thấy nó yếu á, mình có thể cho 2 hạt mầm vô chung một nhà luôn. Để ví dụ như khi mà mọc lên chừng 2 tuần nữa, 1-2 tuần nữa mọc lên thấy yếu á, thì mình có thể bỏ cái hạt kia đi. Mình lấy lại, mình giữ lại hạt khỏe. Đó. Rồi sau khi mọi người đã xong hết. Đâu rồi? Đây, giới thiệu mọi người cái cây để đục lỗ của mình luôn. Chia sẻ mọi người luôn đây để đục lỗ, còn mọi người dùng cây gì thì tùy nhé, đục nhớ đục lỗ để thoát ẩm. Rồi sau khi đã xong hết, mọi người nhớ xịt phun sương, đừng tưới nhé mọi người, xịt phun sương thôi để tạo độ ẩm cho các em đó. Đó, nếu có nắng được vào nhà thì tốt, thì mình đem ra phơi một chút để ấm áp, luôn giữ độ ẩm với lại ấm để chúng lớn nhanh hơn nha. Theo tình hình này thời tiết bên ngoài á, tầm 1-2 tuần nữa là trời ấm lên là có thể gieo các hạt mầm này ra vườn ngoài trời rồi. Đây. Đây là trong nhà nha mọi người. Đó, tầm 1-2 tuần nữa là có thể ra ngoài trời được rồi. Rồi, khi nào mà cây lớn có quả, LT Vlog sẽ chia sẻ tiếp video tiếp theo cho các anh chị các bạn xem nha. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã theo dõi. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.